Rồi như vậy mình sẽ viết một cái app thay thế cho cái Hello World hôm trước thành một cái đưa thêm cái cấu trúc if vào. Cấu trúc if vào và có sử dụng cái user. Đó. Như vậy thì ở chỗ này mình sẽ viết một cái app cái dạng giống như thế này. Khi mà mình chạy cái app này, giả sử như mình chọn là cái user password 123, khi mình log in, nếu như mà nó sai thì nó bảo là log in fail. Còn nếu như mà cái này mình để là admin password 123 là đúng với lại cái mình đang test thì nó sẽ cho là log in success. Đó, như vậy thì mình sẽ viết một cái ứng dụng tương tự như vậy. Được ha. Rồi, mình bắt đầu tạo một cái project mới. Đi một cái project mới và con chọn là empty activity và thầy sẽ để ở đây là lab một s hai ha, lab một bài hai, ok chưa? Tại vì cái này là thầy đã làm rồi, còn con thì con có thể change từ cái Hello World của con. Ok, như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có một cái ứng dụng mới. Mà chú ý ở cái phần design, hôm trước mình design thì nó hơi khó, bây giờ mình xem cái cách để mà mình design cái giao diện nó sẽ đơn giản hơn. Như vậy cái quan trọng là cái idea của mình tạo đối tượng đó để làm gì đó, mình phải đặt câu hỏi cho chính mình, tạo đối tượng này để làm gì, à để lưu username, để lưu password, rồi tạo đối tượng kia để làm cái gì, thì mình cứ đặt câu hỏi cho chính mình thì mình có câu trả lời thì mình sẽ hiểu bài. Còn nếu như mà mình cứ làm theo á, mình sẽ không hiểu là mình đang làm gì hết á. Như vậy ở chỗ cái phần giao diện thì mình sẽ sử dụng một bên thôi. Đó. Mình zoom lên để cho nó dễ dễ làm. Rồi như vậy cái phần Hello World ở phía bên này là nó không cần, mình có thể delete nó đi. Bây giờ thầy sẽ tạo một cái có chữ là username ở chỗ này. Rồi cho mình nhập username vô. Rồi password, rồi cho nhập password vô. Rồi có một cái button login nữa. Rồi. Như vậy thì trước tiên mình sẽ dùng test view. Đó, test view và mình nhớ chừa một cái khoảng ở bên trên. Bởi vì khi mà mình chạy lên đó, nó có cái phần title của cái ứng dụng nó nằm phía bên trên này, nó bị che. Rồi. Như vậy ở chỗ này thì mình có thể chọn cái attribute của nó và chỗ này mình để là username. Rồi, như vậy mình canh lề luôn ha. Cái username này mình sẽ canh lề trên cho nó. ID ID này khỏi đó, như vậy mình canh lề trên, bấm vô cổng trái phải, như vậy là mình đã có được cái canh lề cho nó rồi. Và mình chọn vào đây là để nhập cái username thì mình chọn plain text. Plain text và chỗ này text thì mình bỏ đi, ID mình để là txt txt user name. Thì lúc mà con đổi á, thì cái chữ U này con nên viết khoa để cho nó dễ nhìn thấy, hoặc là chữ N này mình cũng viết khoa luôn thì nó sẽ dễ nhìn thấy cái tên của mình. Và txt username rồi canh canh lề cho nó luôn. Đó, như vậy mình có 3 điểm neo và mình mới làm hai đối tượng thì mình chạy thử mình coi thì nó có hợp chưa, rồi lúc này mình đã làm tiếp, chứ nếu mà nó chưa phù hợp thì mình điều chỉnh sau này nó mất công lắm, vẫn được chứ không phải không, nhưng mà nó sẽ mất công. Rồi ok đó,
Như vậy username nó hơi xuống hơi sâu nè, thấy không? Mình có thể đẩy lên nó lên tí, đẩy cho nó lên tí thì mình sẽ sửa cái chỗ này, mình cho cái top này nó giảm xuống, ví dụ như là còn 100 chẳng hạn, đó 100, rồi cái username thì nó cũng đi theo, mình cho nó 100, ok. Như vậy hai cái này nó tương đối ha, top 100. Rồi, ok. Mình view lại thế nào. Rồi, thấy cũng ổn rồi đó. Rồi, tạm thời mình chấp nhận ở đây ha. Và mình có được cái username thì mình sẽ thêm một cái nữa là password. Thêm dưới này. Test. Rồi, password. Và mình cũng canh nó so với ở trên, trái, phải. Và ở chỗ này chú ý là mình không có dùng cái plain text nữa. Tí nữa không làm sao. Mình không làm cái plain text nữa. Mà mình sử dụng password để mình làm. Không, plain text là cho username. Còn password để cho nó làm gì cũng biết không? Mình lấy cái trường password để làm gì? Để tí nữa nó sẽ làm gì, nó sẽ ra mấy cái dấu sao sao á, dấu chấm sao chứ không, khi mình gõ password nó đâu có ra ký tự cho mình thấy đâu. Ừ, rồi đúng rồi, ok. Như vậy chỗ này mình cũng để là txt password đi. Rồi mà mình cũng canh tương tự như thế, canh trên canh trái mình phải, được chưa? Nó bị nghiêng chút xíu. Rồi và mình sẽ có một cái nút, nút button ở chỗ này. Đó. Button btn login đi ha. Rồi cái chữ chỗ này mình đổi thành login luôn. Đó, chữ chỗ này mình đổi thành login luôn. Và mình sẽ đưa một cái thông báo ở đây nè. Khi nào login thành công thì nó báo ở đây luôn cho nó dễ thấy. Như vậy mình sẽ đưa vô đây một cái test view. Test view. Khi nào mà login thành công thì nó báo ở chỗ này. Cái username này nó cũng là test view. Nhưng mà mình không cần xài đến nó thì mình không cần quan tâm đến ID. Cái này cũng vậy. Nhưng đối với lại cái test view này, tí nữa mình sẽ thiết lập cái thông báo vô đây là thành công hay không thành công. Đó. Thì chỗ này mình đặt cái ID cho nó. Test view đi. Test view. Lock. Đó, test view lock này để biết được là có thành công hay không thành công. Như vậy chỗ này mình có thể để trắng chỗ này, không có dữ liệu. Đó thì nó có chút xíu à. Rồi mình quay lại đi, kệ nó. Kiểu sau này mình sẽ set nó bằng rỗng sau. Ok. Chứ để vậy cho nó thấy chứ mình xóa đi là nó mất. Rồi, bây giờ mình đã làm xong cái phần giao diện. Ha, tí nữa mình sẽ code username, không cần quan tâm đến ID. Đây cũng password này cũng không cần, nhưng mà cái edit test này mình phải cần quan tâm đến mình chỗ này mình để ad đi. Edit test, edit test, dt đi ha. Edit test. ADT rồi, ok. Chỗ này ADT edit test password. Rồi vậy đi cho nó dễ. Rồi. Như vậy mình đã có các đối tượng và mình chạy lên thử mình xem giao diện.
Rồi, đây là giao diện của mình. Biết sao cái chữ login này nó chạy không? Chữ login với lại cái edit test của mình hồi nãy đó, là nó mình tạo ra nhưng mà mình chưa like cho nó nè. Đó. Chưa có canh cho nên là nó bị nhảy. Rồi login cũng vậy, mình thêm vào. Đó, canh lề cho nó. Thì bây giờ nó sẽ ok, nó không bị nhảy nữa. Nó canh lề theo đối tượng trên á. Rồi ok ha. Mình có username, có password, có test view chỗ này, có login. Tí nữa mình sẽ xử lý cái đoạn code và mình sẽ làm demo bằng cách là nếu như nhập user là admin, password là 123 thì là login thành công, còn không thì báo là login không thành công. À, ok, con thiết kế lại phần giao diện.